Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe gian XKSL2, một dòng touring đường phố. Một dòng touring có phanh phanh dầu thủy lực, bán rất chạy tại cửa hàng em. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và chiếc xe có màu trắng các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe trên 85%. Sơn khá là mới đây. Đây là một mã mà nhà em đã review rất nhiều chiếc xe XKSL2 rồi. Hôm nay là một chiếc màu trắng. Cọc yên và yên nguyên bản của gian. Vâng. Đây là một mẫu touring đường phố, các bác có thể đi lượn và đi thể thao. Vâng. Khung nhôm Alux SL các bác nhé, không phải Alux. Đây là một công nghệ nhôm cao cấp hơn Alux. Tất nhiên là cho xe nhẹ và bền hơn rồi, nhẹ hơn nhá, nhẹ hơn Alux thông thường. Maquia của hãng gian XKSL2. Các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Xe chính hãng của gian, dòng XKSL. Nhôm, càng nhôm các bác nhá, càng rất mới đây, càng nguyên bản của gian. Xe cao cấp được trang bị dây âm sườn. Cổ phốt ghi đông nguyên bản theo gian. Gian các bác này. Vâng. Phản quang trước theo xe. Tay nắm nguyên bản của gian. Tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản. Xe sử dụng tay được trang bị tay bấm xả của Shimano. Đây là bên tay tay bấm lip. Đây bấm đĩa đây. Tay nắm sừng. Nguyên bản của gian. Đây logo gian các bác có thể thấy nhé. Vâng. Cùng với đấy là bộ phanh dầu thủy lực. Đây là một chiếc xe rất tốt trong tầm giá mà được trang bị phanh dầu thủy lực. Phanh dầu Techo các bác nhé. Đây phanh nhĩa dầu thủy lực. Bộ vành cặp nguyên bản của gian SR2. Đây gian các bác. Vâng, và thông số lốp của xe là, để em sẽ quay thông số lốp. Lốp có những vết bẩn. Xe mới về em chưa lau rửa qua. Thì đây là 700x28C. Sử dụng bộ đùi đĩa 3 tầng. Gạt đĩa của Shimano Tourlay TX. Đây, gạt đĩa Shimano. Sử dụng nguyên bộ lip của Shimano 2, 4, 6, 8, 8 tầng lip các bác nhé. Và 3 đĩa cho xe 24 tốc độ.
Đây là củ đề Shimano Tourlay nguyên bản theo xe, nguyên một bộ group của Shimano Tourlay. Đây là hình thức phanh sau của xe, nó phanh dầu thủy lực Techo. Phanh sau cũng là gian, nguyên bản chính hãng theo xe đây. Vâng, và xe có size S. Bây giờ sẽ đi vào do size đứng của xe. Vâng, và xe có size đứng là 47. Vâng, của các bác từ 1m6 đến 1m7 để đi vừa chiếc xe này. Giá đựng nước theo xe. Xe được trang bị 8 thằng lip và 3 đĩa cho xe 24 tốc độ. Bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Vâng, xuống lip, lên lip. Sử dụng bộ lip của Shimano, nguyên bộ group của Shimano Tourlay. Vâng, chuyển động rất là trơn tru. Vâng, đây bên đĩa, xuống đĩa, ba tầng đĩa, lên, chuyển động rất tốt các anh ạ. Một dòng xe gian đường phố bán rất chạy tại cửa hàng em, gian XKBL2. Vâng, và vừa review xong chiếc xe gian XKBL2 dòng touring đường phố sử dụng nguyên bộ group của Shimano Tourlay, được trang bị phanh đĩa dầu thể lực, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 7 triệu, miễn phí ship toàn quốc 7 một năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe, và lên YouTube tìm kiếm xe đẹp nhấn theo dõi kênh và nhấn chiếc chuông để xem những mẫu xe đẹp nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.